Xin chào các bạn, quay trở lại với clip của chúng tôi. Hôm nay trời mát mẻ nên mình sẽ đi săn lùng tổ chim. Thì hiện tại mình đã vào tới chân núi. Ở đây có một hồ nữa các bạn ạ. Mình phát hiện thấy một tổ chim các bạn ạ. Đồ này chưa có gì các bạn ạ. Chỗ này nghe tiếng ma chim bồ chào kêu chắc là có tổ ở đâu đấy. Ô la Phật thì hiện thêm một tổ vào các bạn này, hai tổ gần nhau thì các bạn thấy không, một tổ đấy. Đấy phải tổ chim bồ chào không? Mình nghe tiếng chim mẹ kêu rất gần. Mình sẽ theo lên thử. Tụi này rất mới nhưng không không có gì các bạn ạ. Không có gì. Tụi rất mới. Sao nhỉ? Hai tụi gần nhau không có. Không có tụi nào có gì nhỉ? Buồn thật đấy. Chỗ này lại phát hiện thêm một tổ nữa các bạn này. Đấy. Ba tổ gần nhau luôn. Tổ gần nhau luôn. Cái từ rồi. Xem một coi có gì không. Không, không không có gì các bạn ạ.
Chiều nay mình lại phát hiện thêm một tổ các bạn ạ. Các bạn thấy không? Tổ chim. Đấy. Mình sẽ phải cho mình đưa vào đi. Thật gái. Tổ này chắc tổ cú cú các bạn ạ. Tổ cú, tổ lâm xấu thế này chắc tổ cú cú đấy. Chưa còn gì. Chưa phải xin là gì. Tổ này chưa thấy gì, chưa có gì. Sao tìm thấy tổ không thế nhỉ? Chiều nay mình lại phát hiện thấy một tổ chim các bạn ạ. Không biết có gì đâu. Đây tổ khủng các bạn ạ. Bây giờ hôm nay 6 nhỉ. Phát hiện toàn tổ chim khủng à. Chiều nay là có một hồ nữa các bạn ạ. Ui, ui, trời ơi. Ui, ui, tí rồi. Tí nó là xong. Chết máy. Mình dầm phải cái gì vào các bạn. Ê. Đây. Được một ô trứng vịt các bạn ạ. Vịt. Ui. 5 trứng các bạn ạ. Ô vịt 5 trứng. Các bạn thấy không? Lông nó màu nâu đen. Nốt nâu trắng. Đây chắc là ổ vịt trời đấy các bạn ạ. May quá nha. 5 trứng các bạn thấy không? 5 cành ngay hồ nước luôn. Mình sẽ lấy về cho gà ấp xem thử nó có nở không. May nha. Các bạn thấy không? Mà nằm cho bẹp bẹp cỏ này, cỏ bẹp đấy lông này, lông này các bạn thấy không, lông lông này chắc là lông ở ngực của nó đấy, nâu nâu đen. Có lẽ mình tìm xung quanh này xem có phát hiện thấy ổ nào không. Máy quá nhỉ. Mình sẽ thử tìm xung quanh này xem phát hiện thấy tổ nào được không. 5 trứng tổ này, 5 trứng các bạn ạ. Tổ vịt trời 5 trứng.
rất rầm rầm các bạn ạ. Rầm quá. À, là phát hiện một tổ các bạn ơi. Mình lại phát hiện thêm một tổ ba trứng. Bốn trứng. Mình lấy luôn. Lấy về cho gà mà ấp xem nó có nở không. Các bạn thấy không? Lại thêm một tổ bốn trứng. Tổ lúc này 5 trứng, tổ này 4 trứng. Đấy các bạn thấy không? Lông này, lông không có mà này, đây. Nó nằm bẹp này. Chắc mình phải tìm xung quanh đây, xem thử có phát hiện thêm tổ nào nữa không. Rất hiền các bạn ạ. Đi tìm tổ chim nhưng gặp được hai tổ vịt trời. Là thêm một chỗ rất đẹp. Mình con tổ nào không? Không có các bạn ạ. Gây quá. Phía trên này là có thêm một cái áo. Mình sẽ thử tìm xung quanh cái áo này nữa xem con không. Mình lại tìm xung quanh cái áo này xem con ổ nào không. Ôi nước rất sâu các bạn ạ. Mình phải đi trên miếng áo này. Nhìn kinh kỳ xung quanh xem. Con phát hiện thấy tổ. Ui giời, ướt hết đây. Con phát hiện thấy tổ nào rồi không? Sâu quá các bạn. Thì sau một hồi tìm kiếm xung quanh hai cái ao để tìm xem con ổ nào nữa không, nhưng mà rất tiếc không con ổ nào nữa các bạn ạ. Và đây là hai ổ vịt trời, 9 trứng, tổng 9 trứng, một ổ 4 trứng, ổ 5 trứng. Và mình sẽ đưa về cho gamma ấp thử xem nó có nở không nhỉ.